Đây là đường về nhà tôi. Ở đây là giếng làng. Nó được xây dựng từ năm 1946 và được tôn tạo lại năm 2001. Ngoảnh ra là đông. Còn đây là đường về nhà. Đây là một đường bao quanh ven đồi. Phía trên này như chúng ta thấy đi lên là đồi. Địa hình cao dần. Đây như chúng ta đã thấy đường cao dần. Nhà tôi ở phía trên cùng của quả đồi này. Nó là một quả đồi thoại. Đường khá là quanh co. Đây chúng ta có thể phía dưới này sẽ thấp hơn. Và đây này địa hình cao lên. Cao dần lên. Và đây là gần lên đến đỉnh đồi. Địa hình cao dần. Ở phía kia. Đây là nhà tôi. Đi thẳng lên. Chúng ta phải lên đến. Qua cái nhà thờ này là đến đỉnh đồi. Nửa bên kia đường sẽ là thấp dần xuống. Và phía bên tay phải, phía bên này còn lên một đoạn nữa mới hết đôi. Đây là nhà ở của họ. Đây là đến dưới hàn vườn. Sang bên này là nhà của hàng xóm. Đây là nhà thờ. Đến bên này chúng ta có thể thấy đường rất là dốc xuống. Nhà tôi ở đây. Đây là nhà thờ của gia đình. Đây phía bên này còn dọc lên một khoảng 1 mét. Đây là ngõ. Đây ngay ở mép bờ rào Thép Gái, bờ rào B40 này thì địa hình thấp xuống. Phía cây đỏ đỏ còn lá màu đỏ cây huyết dụ là hai mô vô trụ. Đây là sân đường ra nhà thờ. Rồi ra đây là vườn từ sân đến mép hàng rào khoảng 7 mét.
tên là sân và trước là nhà bếp, đây là phòng khách. Đứng từ sân nhìn ra chúng ta có thể thấy ngõ của hai gia đình đối diện, họ đều từ trên cao đi xuống. Đây đây mặt rộng này của nhà kéo dài khoảng 5,2 m. Đây mép nhà và mép nhà thờ thẳng một đường. Đây là lối vào nhà thờ của thiên đài. Trước đây có một cái ngõ ở đây nhưng bây giờ đã ra lại. Và đây là mặt sau của nhà. Ở đây có một gốc cây mít khoảng 20 năm tuổi ở phía sau nhà. Tiếp theo là sẽ đến tường rào của nhà hàng xóm. Đây là nhà bếp ngoài ra mộ. Đây chúng ta lại cây cối rất là xanh tươi. Đây từ mép hàng rào B40 này phía xuống dưới kia nó sẽ thấp hơn rất nhiều, khoảng 1,5 m. Ở đây là hai mộ vô chủ, gia đình vẫn hương khói thường xuyên vào các rằm và các ngày Tết. Nếu từ đứng đấy nhìn vào chúng ta thấy nó thẳng nhà bếp là ở điểm này. Đây đến đây là hết vườn, bao quanh vườn ngoảnh ra hướng đông nam là hàng tro kè bao quanh vườn. Đây là bếp tạm dùng để đun củi, còn đây là bếp ga. À, đây đây là giếng sâu 12 m. Phía bên này địa hình cùng cá dân sang phía bên vườn hàng xóm, chênh lệch khoảng 0,75 đến 1 m. Đây là nhà. Kia là nhà thơ. Đây là góc mịt. Giếng. Nói chung ở khung cảnh này nhìn từ phía bên phải sang phía tay trái địa hình thấp dần. Từ phía tôi đang đứng đây và đi thẳng ra phía trước cũng địa hình thấp dần.